Chào tất cả mọi người nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cái địa điểm du lịch mới của huyện Tùa Chùa. Đó là hang động Phó Chùa La. Ở đây là hang động này là cách thị trấn là bao nhiêu cây ấy nhỉ anh nhỉ? 13 cây. Vâng, cách thị trấn Tùa Chùa là 13 cây. Và cái bọc hang này theo chúng ta tính là có bao nhiêu bọc ấy nhỉ? 200 bọc. Vâng, 200 bọc hang. Chúng ta sẽ bắt đầu vào hang ấy. Vào đi, cứ cười, cứ cổng này vào, cứ cười, cứ cười, cứ cười. Đấy đây, mọi người cứ bảo là lúc đầu thì cười nhưng vào trong kia thì không cười được đâu, khó thở. Thì có biết thế nào thì mọi người chúng ta cùng vào khám phá nhá. Đây là 200 bậc. Bây giờ đi được gọi là 1/5. Đấy nhá, địa điểm này là cách thị trấn Tùa Chùa là 13 cây. Mọi người đi nhớ mang theo các đồ như là đồ uống. Đấy. Đây đây. Một số đồ ăn vặt. Các chị đi ra mới thở hổn hển, không biết thế nào bên trong. Đây là cửa hang này mọi người. Đây là cửa hang. Bây giờ mình sẽ nhìn từ trên này xuống nhá, xem như thế nào. Đây rồi, đấy bên dưới đây. Sau khi leo 200 bậc thang thì chúng ta đã lên đến cái cửa hang. Đó, các bạn bên kia còn một hang nữa. Đây là cái biển bên kia xa mờ mờ, không nhìn rõ. Chúng ta sẽ bắt đầu khám phá hang. Đi vào đây. Chỗ này vẫn tối. Bên này đoạn đầu thì chưa có. Đây rất là đông ấy, ở dịp 30 tháng 4 năm 2022 nên là số lượng khách đến đây rất là đông. Đây, những cái nhũ đá này rất là tự nhiên này, rất còn gọi là. Xin chào các bác. Chào tất cả anh em nhá. Chào các bác. Nhá, đi khỏe mạnh nhá. Các bác đi có mệt không? Mệt bác. Nhưng mà thấy vui thì không mệt, hết mệt. Hết mệt luôn nhỉ. Đây là cửa hang rồi, bắt đầu vào. Ôi trong này mát lắm rồi ạ. Bên trong này có điện này. Nhũ đá. Ôi giời, đẹp, rất là đẹp. Mát quá các bạn. Đi không sao đâu. Ui, mát hơn cả điều hòa thành phố Hà Nội ạ các bạn ạ. Vào trong này không có sóng nữa chị ơi. Tí nữa vào xong nữa không có sóng điện thoại. Ô, vào trong này máy quay chuyên dụng họ không cho vào luôn nên mình quay bằng điện thoại đấy nha, mọi người thông cảm nhá, nó có thể là cái độ nét nó không cao nhá. Nhìn xuống chân ấy, có mặt thì lại hấn.
Đây rất là đẹp. Đá đẹp chưa? Rất là đẹp. Sang hang bên kia nữa. Chào các bác nha. Ui, em bé. Không nghe nhà tối đấy. Đây còn chưa được 50 mét thì ít nhất còn 2 cây số nữa nhá. Ôi vâng, cảm ơn bác nhá. Chứ vào trong kia không có điện cả phép. À. Nhưng mà cửa nó không có điện. Đi mình to thì nó sẽ đập đi hết chị ạ. Chỗ này có cái gì đâu. Ồ. Hai cái đồng chí này chậm quá. Kệ, cứ từ từ, kiểu gì tối ra được. Đây đi xuống đấy mọi người ạ. Đấy rất là sâu. Cái này mà có nước thì chắc là ngập. Trong đây họ không thắp những cái điện cho nó sáng hẳn lên nhỉ? Thì làm mờ mờ ảo ảo này. Đầu tiên là thắp cái bóng trắng này rồi nhưng mà bị cháy hết anh ạ. À bị cháy rồi. Cái này họ mới cải tạo lại 30 tháng 4 này. À bây giờ là lắp các cái bóng gọi là bóng màu ấy. Tạo màu. Có trận nhưng mà nó bị cháy. Thì cái màu này không phải là màu cái nhũ đâu nhá mọi người nhá. Đây là cái của cái đèn thôi. Nó hơi tối. Đây tí nữa sẽ làm cái kia, bây giờ mình xuống đây. Đây đây, bây giờ xuống đến gọi là đáy của hang. Thì chúng ta sẽ lên. Đây đây đây. Cái như tổ ong đấy nhỉ, đây này. Tổ mối. Tổ mối, cái này mình nhìn nó không rõ. Cái này họ phải trộn làm bóng điện rồi mới đẹp được nhỉ. Đúng rồi. Chỗ này nó sần chùi mọi người. Xoay đèn. Đây đây là nó như thế này này. Rất là đẹp. Rồi ok. Đây bây giờ lên nha mọi người. Anh ơi, lên này này. Chiếu sáng. Này phải đầu tư thêm ánh sáng. Bây giờ hiện tại người ta đang tu bổ thêm. Nói chung là mọi người mà đi thì một lần thôi, có khác gì mình đi du lịch ở Bái Đính Ninh Bình đâu. Hạ Long ấy. Vào trong chả khác gì ở dưới đây thật anh. Mới thở không nổi các bác ạ. Bây giờ không muốn nói thêm mấy lời nhưng mà chịu thôi. Ngược dốc. Cái này mà khi đánh nhau thì trốn ở đây thì được rồi. Cái này thời pháp chiến tranh ngày xưa mình mà trốn đây thì không biết được. Đây cái này đây.
Đây này, cái này bây giờ mà bẻ về mà cho vào khoảng 5 bộ. Khoảng 5 bộ thì rất là đẹp luôn. Nhưng không được đâu nhá. Nói là như thế thôi. Anh em phải bảo vệ hiện vật, hiện trạng. Chính cho cái đi ánh sáng màu này vào nó ấy quá nhỉ, không khác, không sực, không thật. Đây là nhìn, nhìn thực tế là rất là đẹp này, hơi ảo một tí. Thế có bao giờ thì mới hết hang này? À đây. Mình bật cái này thì nó lại không bật được đèn. Ồ, cái này ai bẻ mất rồi. Xem cái nào sáng hơn. Cái này chứ, cái này. Chụp cái này thấy thế thôi. Ôi, nó cứ như kiểu là. Ủa, rất là đẹp. Bên trong này, mỗi người một có cái máy quay nó hiện đại một tí. Nhưng hiện tại thì máy quay hiện đại thì chưa vào mấy nữa. Vì quay bằng điện thoại mới sáng. Đây này có nhiều. Trên này này. Ui, rất là đẹp. Như hoa văn của mấy anh đi gọi là làm cái gì nhỉ? Ui. Làm trần đấy. Ôi đây đẹp đây. Ui, ở trên cao đấy cái này mọi người. Ui. Đây rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Đây, ui dồi, đẹp. Này ta cho ánh sáng trắng. Đúng rồi. Cái này nó hơi có ánh sáng mò một tí nên là nó hơi không sụp mấy. Nhưng mà ánh sáng trắng thì đẹp. Đây này, cái nhũ đá này rất là còn nó nguyên bản luôn, chưa ai sờ mó vào tí nào, không động vào, nguyên bản gốc luôn. Đấy, rất là đẹp. Rồi tiếp này. Cái khoát thôi, không thấy cái máy này. Hai đứa kia đi về từ thôi. Đây này này, trên trần, gọi là trên trần thế mọi người, trên cao ấy. Vẫn còn nước rơi xuống ấy. Ồ, rất là đẹp, đẹp, bên trong này đẹp hơn. Càng đi vào thì càng đẹp mọi người ạ, đây này. Cái nhũ đá rồi còn nguyên sơ để nước, vớt con nước này. Đấy, ôi, đẹp chưa? Đây, rất là đẹp mọi người ạ. Ui. Ê, đây. Giống như đỏ mấy cái. Đây là Tây Du Ký, nhìn giống quá nhỉ. Mấy ông đi thỉnh kinh. Đây là hoang sơ nhưng mà có một số cái gọi là cái phiến đá, nhũ đá. Giống như một số nhân vật. Ở đây ở giữa này có một cái cột cột trụ trời ở giữa đây luôn này. Bên kia là có đường cũng khá này, bên này mình cũng có đường đi này. Đây là người ta đang check in rất là nhiều đây.
Đây, rất là đẹp này. Chỗ này giống như của người làm này, giống giống như mình tạo ra. Đẹp chứ. Đây này. Đấy, có những cái nhũ đá nhỏ nhỏ này. Ôi, nó trên một cái gọi là cái nền đẹp đó này. Đây đây. Mình cứ đi cầm đầu cầm cổ như rồi đi chụp cái ảnh chán đời. Coi người sợ chạy về rồi. Đây là trên nhé, trên gọi là cái trần. Để tạo những cái đường rẽ rất là đẹp này. Như cái hố. Rơi từ trên xuống được mọi người. Như kiểu cái đĩa này. Ôi, ừ, cái này đẹp lắm. Có những cái khoảng trống bên trong nhá, đây những cái cây mọc như như rừng cây ấy nhá. Bên trong là đây này. Tự nhiên thật, rất là tự nhiên. Nhưng mà cái ánh sáng này cho vào nó hơi huyền ảo quá. Trên này này. Ủa, vân mây luôn này. Các bác nào mà hay đi làm vân mây trần nhà xây thì xem nhá. Đâu khỏi làm nó như thực tế như thế này luôn. Đây mọi người ạ, đây, đoạn này cũng rất là đẹp này. Có những cái nhũ. Đây nó vẫn còn nguyên sơ lắm. Hoang sơ. Cứ đi nhỉ, chúng ta cứ đi đến xem đến đoạn cuối nó như thế nào nhá mọi người nhá. Mọi người cứ xem hết video nhá. Rồi đoạn này lại lên này. Chúng ta lại có một đoạn lên nữa, lên dốc. Rất là dài đấy mọi người, cái hang này ấy. Mọi người theo dõi xem cái đoạn ở bên cuối nó là như thế nào. Mát luôn mọi người ạ. Bây giờ lại xuống mọi người ạ. À đây là cuối hang luôn mọi người ạ, để xem cuối hang như thế nào nhá. Chưa hết à? Như cái bác rau bả đấy, mình đi đây luyện tập thể dục thể thao luôn. Đây nó ok luôn. Ui dồi, tôi đã xuống đến, ui dồi, nhũ đẹp chưa? Nhầm bác ơi, nhầm chú rồi. Thế phải điểm cuối cho mọi người ơi. Đây, bác đi mệt quá rồi. Đây là điểm gần cuối các bạn. Đi tiếp một đoạn nữa nhỉ. Ừ.
À, đây là điểm cuối rồi mọi người ạ. Ở dưới này thì cũng rất là nhiều nhũ đá rất là đẹp. Về đoạn tiếp theo thì vẫn còn một tí nữa nhưng mà không có điện. Thôi anh em dừng lại đây vậy. Nhũ đá nó vẫn còn. Ôi nó lấy được một mảnh đá. Ôi nước ba lốc mọi người. Đây là gọi là cái điểm cuối đi mọi người, nó còn rộng lắm nhưng mà điện vừa chỉ đến đây thôi mọi người ơi. Chỗ này gọi là tập hợp đấy, ta nghỉ ngơi một tí xong rồi ra. Đây. Cái này nước nó chảy từ trên xuống. Ừ, cái này chảy xuống nó còn dồn lên này. Ui, trong này tối lắm. Đi lên dần đi mọi người ơi. Đi lên. Thế thôi, quay lại đến đây.